hai thùng bỏ phiếu qua thư tại bang Oregon và Washington đã bốc cháy chỉ một tuần trước khi chính thức diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cảnh sát Mỹ đang tiến hành điều tra sự việc. Một thùng phiếu dành cho cử tri bỏ phiếu vắng mặt tại Portland, bang Oregon bốc khói sau khi một thiết bị gây cháy được kích hoạt. Nhờ có hệ thống dập lửa tự động trong thùng và nhân viên an ninh gần đấy kịp thời phản ứng, chỉ có 3 phiếu bị hư hại. Một vụ cháy tương tự xảy ra vài giờ sau đó tại thành phố Vancouver thuộc bang Washington. Hệ thống dập lửa tự động lần này đã không hoạt động hiệu quả và hàng trăm phiếu bầu trong thùng bị hủy hoại. Không có ai bị thương trong bất kỳ vụ việc trên. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác và chia sẻ thông tin với các đối tác thực thi pháp luật liên bang với hy vọng đưa vụ việc này đến hồi kết. Cảnh sát nhận định một hệ thống chữa cháy bên trong thùng phiếu đã giảm thiểu thiệt hại cho các lá phiếu. Việc sử dụng bình đựng có chứa bột chữa cháy giúp hạn chế thiệt hại cho các lá phiếu. Chúng hoạt động chính xác như mong đợi và phủ toàn bộ bên trong thùng bằng chất chữa cháy hóa học khô đó. Quan chức này kêu gọi những cử tri đã bỏ phiếu vào thùng phiếu trên cần liên hệ với văn phòng bầu cử để bỏ phiếu lại. Washington và Oregon là hai tiểu bang có truyền thống sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư trong nhiều năm qua. Đảng cầm quyền Nhật Bản LDP lần đầu tiên trong 15 năm không giành được đa số ghế tại Hạ viện. Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền giành được 191 ghế ở Hạ viện và Komeito, đối tác liên minh của LDP, giành được 24 ghế. Kết quả này đồng nghĩa liên minh của LDP không đạt mục tiêu 233 ghế để chiếm thế đa số tại Hạ viện có 465 nghị sĩ. Kết quả này được coi là thất bại của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền, bởi đây là lần đầu tiên liên minh do đảng này dẫn dắt không thể giành được đa số ghế tại Hạ viện kể từ năm 2009. Ngoài ra, kết quả này khiến cho tương lai chính trị của Thủ tướng Ishiba trở nên bấp bênh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Soon-hee đã lên đường thăm Nga. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Soon-hee tới Nga nằm trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược theo thỏa thuận tăng cường quan hệ mà lãnh đạo hai nước nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 năm nay. Nội dung thảo luận sẽ bao gồm nhiều vấn đề, trong đó có khả năng tổ chức chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Nga sớm nhất là vào đầu năm 2025. Gần đây, quan hệ hợp tác Triều Tiên và Nga đã được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên thường xuyên tổ chức các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau.